Đây này, đây là hiệu giặt nhà cô Quyết Nho, hay còn gọi là hiệu giặt cô bạn Phan Tâm. Bạn ấy phơi rất xa ở trong kia các bạn nhỉ, mình lười đi vào đấy. Nhưng mà bạn ấy mới mở được một tuần thôi. Các phương pháp làm việc là đúng theo công thức mình chia sẻ, đúng theo cách mình làm, là bạn ấy đầy đầy khách rồi. Mới mở được có một khoảng độ 10 ngày thôi, một tuần thì không đúng. Đấy, các bạn xem này. Đó. Đấy. Các bạn ấy làm rất là chuyên nghiệp nhé. Anh em nếu sau này làm nhớ làm những dàn phơi nó đoan trang vào để sản lượng nó tăng lên có thể. Đấy. Cái máy giặt cũng vậy. Mình nâng cao về công suất ấy thì mình đi kèm theo với là việc xử lý sau cái công suất đó là gì thì chúng ta cũng phải cố gắng lên. Đó, giặt đệm giặt điếc thì mình không ngại gì cả, mình chia sẻ cho anh em để anh em làm. Anh em quan trọng nhất là anh em phải kiếm được tiền từ công việc này. Đấy. Chứ không phải là mình chia sẻ xong là đá bóng ra vứt quả bóng đấy lăn đâu đi đâu lăn đâu. Đấy, như nhà cô Quyết Nho đây, nhà bạn Phan Tâm này là giờ từ hôm nọ giờ là mình lên đây một trong vòng chục ngày thôi mà mình lên đây thăm đến là lần thứ hai rồi. Đây này, để cho giảm chi phí ấy, mình không bao giờ bảo anh em là phải mua cái lò cái tủ sấy từ mình cả, mình luôn luôn khuyến khích anh em tự chế ra nó. Chế ra nó thì là các bạn có thể tận dụng được vật liệu từ địa phương rất là rẻ thôi. Đó. Thế thôi, còn mình các bạn không biết làm cái buồng đốt này thì mình bán mỗi cái buồng đốt này thôi. Là mình cung cấp cái buồng đốt này ra nhiệt độ cao lắm các bạn. Thì trong đây này. Đấy. Trong cái cấu trúc của cái buồng buồng sấy nó chỉ nhai thôi, đơn giản lắm. Và cái đường ra nhiệt cái kìa, nó lên nhiệt rất là nhanh và nó làm cho các bạn chỉ khoảng 7 80 phút thôi là đã sấy xong hàng chục cái chăn rồi. Đấy. Hoặc là các bạn cho nhiều chăn hơn nó lên đến khoảng độ 2 tiếng là tối đa là khô hết rồi. Đấy bạn nha. Đây, lò đốt của mình đây. Các bạn xem này. Thôi, người ta bỏ cái tự động hóa Trường Sơn của mình đi mất rồi. Đấy. Và bây giờ mình lại quay ra cái phần sản lượng như này là được rồi các bạn. Mới mở ra mà như này là được rồi. Đây này, chân ga gối đệm đầy này. Đấy, đây 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 đây, cô chủ nhỏ đang cất đệm cho khách, đang cất đệm cho khách. Đấy. Công suất của cái máy giặt này là chạy là thường thường là sẽ là 5 chăn một mẻ hoặc là 6 chăn bé. Đấy. Bộ điều khiển của nó thì là dùng inverter rất là thông. Thứ nhất là bộ điều khiển thông minh và nó tùy ý người dùng cái cấu hình nó để làm sao giặt phù hợp nhất trong những cái chăn bẩn hay số lượng chăn khác nhau thì đều phù hợp nhất với cái điều kiện của mình có thể. Ok, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi nhé. Lê Hiển này, chị Thúy vợ anh đang thử nghiệm cái lò đốt để mai mang đi cho khách đây này. Ôi nóng lắm Lê Hiển ạ. Nhiệt độ đầu ra này lên đến 150 độ C. 150 độ C ở đầu ra này Lê Hiển này. Đấy. Cửa bếp lò của anh đây. Úi giời. Chỉ mấy thanh củi nhét trong đấy thôi nhé Lê Hiển nhé. Đầu này ra 150 độ này. Ống của anh làm đến dày 5 ly ống khói này.